Hôm nay là ngày lành tháng tốt của hai cháu. Cho phép tôi đại diện cho họ gái để trân trọng giới thiệu họ trai có lời phát biểu để tiếp tục vào buổi lễ. Xin kính mời. Kính thưa các ông, các bà, thưa các bác, các cô, các chú, được cái sự tìm hiểu của hai em Dũng và em Hồng cũng đã chín mùi. Và phía gia đình nhà trai thì cũng đã bước một đã cũng đã đến chào ngõ và cũng được sự đồng ý của gia đình nhà gái. Hôm nay cũng như ông đã phát biểu, hôm nay cũng là một ngày lành tháng tốt, ngày rất đẹp. Thế nên gia đình nhà trai chúng tôi cũng xin đến thư chuyện cái bước thứ hai để mà hành tổ chức hạnh phúc cho hai em. Thế về phía nhà trai thì cũng xin giới thiệu với các ông, các bà, các cô, bác thì về phía các ông, các bà nhà tôi thì cũng già, không có người đại diện được. Thì tôi là Quyền là anh, đây là các chị dâu và anh trai trong gia đình, đại diện cho gia đình nhà trai cũng sắm một cái lễ để xin làm một cái đồng ăn hỏi em Dũng, xin ý kiến của mình. Kính thưa hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt của hai cháu. Thế gọi là qua cái thủ tục nhấm dầu là đầu câu chuyện rồi. Hôm nay đến cái tiếp tục lần thứ hai là cái lễ ăn hỏi, là cái lễ bái kết tổ tiên. Thế thì trước khi vào buổi lễ thì cho phép tôi gửi đến các quý vị lời chúc sức khỏe mà lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa hai họ, lấy vợ có tông, lấy chồng có họ. Họ nhà gái chúng tôi hôm nay để mà tham dự cái buổi lễ trăm năm cho hai cháu hôm nay về phía thân nhân, cho phép tôi được giới thiệu hai ông Bảo Ánh là thông gia của các chư vị. Còn đây là bà chị ruột của bà Mai đây. Đây là bà chị ruột. Kia là ông cậu, là ông anh của bà Mai đây. Thế còn đây là bà thông gia của ông bà Ngoái. Kia cũng bà thông gia của ông bà Ngoái. Còn đây là toàn bạn bè thân thiết của ông bà Mai cũng có mặt dự cái buổi lễ hôm nay. Thì tôi nghĩ rằng qua cái sự tìm hiểu của các cháu mà có được cái ngày hôm nay, tôi nói là tuyệt vời, sung sướng nhất của những người làm cha làm mẹ đã trồng được cái cây, mong cho cây đó xanh cảnh nở ngọn. Hôm nay hai họ cùng hai gia đình để tập trung trồng cây chung với nhau. Về phía nhà trai hôm nay có cái lễ ăn hỏi, trước là bái kiết tổ tiên, sau đó là báo cáo với họ hàng rằng các cháu đã trưởng thành mà làm cha làm mẹ mới vui, mới yên ấm được. Khi mà đã trồng cây mà đã đến lúc mà trồng được, mà đã hái được quả, tức tương lai thì làm cha làm mẹ em đang rất mừng. Thế bây giờ cho phép tôi về phía nhà gái xin được nhận lễ, và tiếp nữa thì mời hai cháu lên thắp hương bái yết tiên tổ, và tiếp tục nữa là mời các cụ, các chung tư bà ăn nhiều uống nước để chia sẻ niềm vui giữa hai họ để chúng ta trồng cây chung với nhau. Xin mời các ông. Kính thưa các ông, các bà, về phía nhà trai thì cũng sắm một cái lễ để hỏi cho em, thì cũng xin phép được chị dâu, tức là thay mặt gia đình, và để mà trao lễ cho hai bà. Thank you.
giờ này cũng là giờ tốt, ngày này cũng là ngày tốt, tháng này gia đình chúng tôi đại diện đến đây có chúc lễ để đến chúc lễ đầu tiên, xin phép các bà để dẫn em về làm dâu con trong gia đình chúng tôi ạ. Tiên và xin phép các cụ tổ các bà cùng chị các bác bạn bè cho tôi được đại diện cho gia đình nhà trai, xin gửi đến gia đình nhà gái những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Và cũng là hôm nay là ngày mà rất đẹp, giờ đẹp, nhưng mà mọi người cũng đã đông đủ với cái điều kiện của gia đình nhà trai là cũng đã đi đông đủ với cái khả năng của mình để đón em dâu về làm dâu trong gia đình chúng tôi, thì tôi được thay mặt cho gia đình nhà trai và xin phép các cụ, các ông, các bà được gia đình chúng tôi đón em về làm dâu trong gia đình. Thế mà cũng chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất là từ giờ phút này hai gia đình chúng ta là một, tất cả đều vun đắp hạnh phúc cho hai em. Thế và cũng từ giờ phút này thì em Dũng là phải làm tròn trách nhiệm của một người con rể. Thế và em Hồng cũng phải làm tròn trách nhiệm của con dâu trong gia đình và em dâu trong gia đình. Thế và một lần nữa cũng được xin phép các cụ, các ông, các bà là cho các em mang được thắp hương cáo với tổ tiên em đi về bên nhà trai. Xin một lần nữa là xin chúc cho cả toàn thể gia đình và toàn thể mọi người trong hội hôn là sức khỏe. Kính thưa các ông, các bà và cô vị chú bác thân nhân của hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, mà ngày đẹp nhất, giờ cũng giờ tốt nhất. Đấy. Thì chỉ qua sự tìm hiểu của hai cháu thì thôi là yêu nhau thì trăm núi cũng trèo, đến mức độ hiện nay đã kết quả, đã vượt hết tất cả rồi. Hôm nay là đến cái giờ mà được đi ở riêng, làm vợ làm chồng với nhau, được chứng kiến của hai họ như thế này, chúng tôi thấy là một cái điều vui lắm. Thế thì phía nhà gái chúng tôi hôm nay về thân nhân trong phía nhà gái thì giới thiệu ông các bà, đây là hai ông bà gọi là thông gia của bên họ nhà trai, đây là ông Ánh và Mai, còn đây là chị ruột của Mai, còn đây là bạn bè thân thiết nhất của đâu, đây là ông bà gia đình thông gia, đây là ông bà thông gia của ông. Xin lỗi là vì chúng tôi chưa nắm được. Đấy là giữa ông bà, đây là thông gia của ông bà, ông Ánh. Đây là cho nên là thế, còn bà cũng thông gia. Thế cho nên xin phép không nắm được. Thế thì cái cuộc vui hôm nay thì có khách xa bạn gần, có thân nhân,
cũng có nhiều người muốn lên để chơi với bộ vua hôm nay vì điều kiện. Thế cho nên là hôm nay như thế là chúng tôi rất phấn khởi là về phía họ nhà trai hôm nay có cái lễ xin dâu. Thì cái này là cái giờ đẹp nhất. Và về phía nhà gái chúng tôi xin phép được nhận cái lễ để rồi bái với tiên tổ sau cho hai cháu về ở riêng. Đấy. Thì hôm nay cuộc sống của hai cháu tức là cái gì? Đã trưởng thành, đã đi ở riêng, có ngôi nhà riêng, có bếp lửa riêng, và chung sống với nhau được 100 năm hạnh phúc. Thì các cháu không thể qua cái câu ngôn rằng tức là ngày mai nấu cơm chưa em, nấu cơm chưa anh, thì các cháu hãy biết rằng cái câu rằng cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hạt nào, đấy rồi là cái hạnh phúc 100 năm tốt đẹp nhất của cuộc đời các cháu. Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hạt nào. Cho nên riêng về họ nhà gái chúng tôi thì vẫn nhắc nhở các cháu rằng ăn ở với nhau hạnh phúc thuận hòa hay không phải riêng của hai cháu. Còn hiện nay như họ nhà trai vừa nói, hai bên gia đình trồng cây chung với nhau, cây có xanh có tốt, cũng có sự chăm bón của các chư ông chư bà và các cô bác để có xanh cảnh ở ngọn. Thế thì phía nhà gái chúng tôi hôm nay thì chấp nhận cái lễ rồi đến bây giờ tiễn cháu đi ở riêng về gia đình. Thế thì trước khi dừng lời thì mời chư ông chư bà uống nước rồi tiễn các cháu đi ở riêng. Thế đến đây là hết, xin cảm ơn chư. Xin phép hai là ngày tốt và giờ tốt. Thế hôm nay thì hai gia đình trồng cây chung, mà chính hai cái cây có tốt hay không cũng nhờ hai họ chăm sóc các cháu. Thế giờ này là giờ đẹp nhất, thì cũng là xin hỏi nhà trai có một vài lời đi tiễn các cháu về đằng nhà. Thì có ý kiến gì thì xin thông báo họ nhà gái để biết về cái việc tiến các cháu về đằng nhà. Xin các cụ, các bà, đến giờ phút này cũng là giờ đẹp nhất rồi. Thế thì tôi cũng được thay mặt cho gia đình nhà trai xin phép đón em Hồng về làm con, làm em dâu trong gia đình chúng tôi. Và một lần nữa là cũng xin sự chứng kiến của hai họ, nhưng mà cũng là chúc phúc hạnh phúc cho hai.
về cho ông các bà với các cụ uống nước. Nhưng mà thủ tục sau đó thì cho hai em lên trên nhà. Thank you.
bà quan viên hay họ, các vị khách quý cùng toàn thể bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể cũng đang có mặt tại đại lễ phòng để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trong ngày vui hôm nay. Kính thưa các vị khách quý, lời đầu tiên cho phép MC Tuấn Đức, người dẫn chương trình, được thay mặt cho gia đình và gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Quý vị thân mến, sự hiện diện của quý vị tại đại lễ phòng với những tình cảm tốt đẹp cũng đã nói lên sự quan tâm của tất cả mọi người dành cho hai gia đình cùng với cô dâu và chú rể. Chính sự hiện diện đó đã giúp cho khán phòng tiệc cưới Tràng An của Tháp Hà Nội hôm nay được vui hơn, ấm áp hơn và trang trọng hơn. Niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình được thể hiện trong những ánh mắt, những nụ cười của quý vị tràn ngập khắp khán phòng. Và thay lời cho gia đình, chúng tôi xin được cảm ơn lòng nhiệt thành và sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý và xin được kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Kính thưa tất cả quý vị, và ngay thời khắc này đây chính là thời khắc đẹp nhất mà tất cả mọi người chúng ta đang mong đợi. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng hướng sự chú ý của mình ra phía cửa chính và cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của chú rể Quách Thế Dũng và cô dâu Đoàn Thị Hồng. Xin mời. Vâng quý vị, chúng ta đã được chứng kiến cô dâu và chú rể đang tay trong tay bước trên lễ đài hạnh phúc. Cả quý vị khách quý thân mến, ngay lúc này đây trên sân khấu là sự hiện diện của hai gương mặt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay, chú rể Quách Thế Dũng và cô dâu Đoàn Thị Hồng. Xin được kính chào và ra mắt toàn thể quý vị. Kính thưa tất cả quý vị, mọi người chúng ta đều hiểu cây có gốc mới có được ngọn. Có được ngày vui hôm nay chính là nhờ vào công ơn trời biển của các đấng sinh thành. Hôm nay cô dâu chú rể của chúng ta là những người hạnh phúc nhất, còn niềm vui trọn vẹn nhất thuộc về hai bên gia đình những người làm cha làm mẹ. Một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của hai bên thông gia. Chào đón sự hiện diện của hai bên thông gia. Kính thưa tất cả quý vị, đến với ngày vui hôm nay, về phía gia đình nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Quách Mạnh Tùng và bà Hoàng Thị Hương là anh chị của chú rể. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng. Phía gia đình nhà gái, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Đoàn Văn Oách và bà Trần Thị Mai là ông bà thân sinh của cô dâu. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Kính thưa tất cả quý vị, đám cưới là hình ảnh tốt đẹp nhất của hạnh phúc lứa đôi, là hạt giống đỏ của phúc, lộc và thọ, là niềm vui của hai họ, hai gia đình và bạn bè thân hữu. Chính niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay dường như được nhân lên gấp nhiều lần bởi sự có mặt hiện diện của toàn thể quý vị có mặt trong đại lễ phòng lúc này. Và ngay sau đây, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý, cô dâu chú rể của chúng ta sẽ được đến với những nghi lễ trang trọng nhất trong ngày cưới. Xin mời anh chị cùng chào nhận cưới hạnh phúc. Chúng ta đang được chứng kiến cô dâu và chú rể đang trao cho nhau những kỷ vật vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng, biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc. Họ trao cho nhau tình yêu, trao cho nhau cuộc sống, nguyện đồng cam cộng khổ vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và kể từ giờ phút này, cô dâu chú rể của chúng ta đã chính thức nên vợ nên chồng. Và xin toàn thể quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc cho đôi lương trăm năm hạnh phúc. Vâng, xin mời cô dâu chú rể, xin mời anh chị cùng tiến lên phía thắp bánh để chung tay thắp nến lên bánh cưới hạnh phúc.
quý vị quan khách, các vị khách quý có mặt tại khán phòng lúc này. Đây chính là những tình cảm tốt đẹp nhất và đây cũng chính là những món quà tuyệt vời nhất mà quý vị đã dành tặng cho hai bên gia đình cũng như là cô dâu chú rể. Và để đáp lại thiện tình của tất cả quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Quách Mạnh Tùng sẽ thay mặt hai bên gia đình có đôi lời phát biểu cảm ơn. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cho hai họ, kính thưa các vị đại diện cho cơ quan đoàn thể của hai em, kính thưa tất cả các bạn bè hai gia đình của hai em cùng đoàn thể của hôn, hôm nay là ngày đẹp nhất mà đẹp nhất với hai em chúng tôi được tổ chức lễ thành hôn, được sự hiện diện có mặt của đông đủ tất cả các quý vị quý khách là một sự trao cho em chúng tôi một tình cảm vô cùng quý giá. Thay mặt cho gia đình tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết xin chúc toàn thể hội hôn mạnh khỏe, hạnh phúc và xin mời hội hôn dự bữa tiệc thật ngon lành cho hai em chúng tôi. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu rất chân thành và nồng ấm của ông Quách Mạnh Tùng. Kính thưa tất cả quý vị khách quý, với đạo lý truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta uống nước nhớ nguồn, thì ngay sau đây cô dâu chú rể sẽ tỏ lòng hiếu thảo, lòng thành kính đối với đại diện hai bên gia đình. Cô dâu sẽ kính rượu lên ông bà đại diện gia đình nhà trai, còn chú rể sẽ kính rượu lên bố vợ. Xin mời hai bạn. Và MC xin phép sẽ được đếm 1, 2, 3 và toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng đồng thanh hô thật to chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa? 3, 4, 2.